mỗi ngày. Cá chiên tươi ngon, giòn thơm bên ngoài, mọng ngọt của thịt cá tươi bên trong. Nhâm nhi thêm sợi xoài chua chua, cá thu sốt thảo mộc, ai ăn cũng gật gù khen ngon. Mến chào các bạn khán giả đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Nấu chuẩn, ăn lành. Chương trình được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Và các bạn ơi, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện món cá thu sốt thảo mộc. Cá thu được xem là vua của biển cả và được rất nhiều các quốc gia trên thế giới yêu thích. Vị chua chua của xoài rất là dễ ăn. Xoài còn cung cấp 75% lượng vitamin C cần thiết mỗi ngày cho chúng ta nữa. Bây giờ Thanh Phương sẽ sắc lát rồi sau đó sắc sợi ra nha. Phần rau thơm này á thì chúng ta sẽ băm ra để một chút xíu làm sốt ăn trực tiếp luôn. Các phần húng lủi khi mà băm nhuyễn ra thì tiết ra tinh dầu rất là thơm. Đây cũng chính là gia vị đặc trưng của món ăn ngày hôm nay đấy ạ. Chúng ta còn hai loại gia vị thơm nữa là ngò gí và ngò rai. Thì bây giờ chúng ta cũng sẽ cắt nhuyễn ha. Xin sẽ lấy 1/3 trái ớt sừng này và chúng ta cũng sẽ băm nhỏ ra luôn để làm phần sốt. Phần còn lại chúng ta sẽ thái sợi để trộn chung vào phần xoài để cái phần xoài trộn chúng ta có màu sắc được đẹp hơn Phương ha. Bóc hành cái phần trắng đó Phương, dập dập một chút xíu ha, và chúng ta sẽ thái nhuyễn nó ra để tẩm ướp vào cái phần cá thu. Thì cái phần cá thu phi lê hôm nay thịt rất là trong nè, độ đàn hồi chúng ta có nè, thì đây là phần cá thu ngon ha. Thì xin sẽ cắt cái phần cá thu này làm đôi ha, và cắt những khối vuông vừa ăn. Các bạn lưu ý chúng ta cắt cá thành những khối vuông đồng đều nhau để khi chiên cá được chín đồng đều nha. Và các bạn ơi, trong cá thu có chứa omega 3 giúp và chống ung thư nè và chống lão hóa nữa, rất là tốt cho sức khỏe đấy. Và trong khi đợi chảo dầu nóng thì xin sẽ nêm vào đây nửa gói gia vị nêm sẵn Aziquick bột tẩm khô chiên giòn nha. Các bạn lưu ý chúng ta tẩm cá qua gia vị nêm sẵn Aziquick bột tẩm khô chiên giòn để cá không bị nát và dính chảo khi chiên nha. Và bây giờ dầu cũng đã nóng rồi thì Phương chiên dùm xin cái phần húng lủi này một chút, chúng ta sẽ ăn kèm và trang trí luôn ha. Chiên lá húng lủi như thế này á là để giúp cho dầu được thơm hơn. Và cái phần cá sau khi đã tẩm ướp xong thì xin sẽ cho được vào chiên luôn nha. Và đối với cá thu hôm nay thì chúng ta sẽ chiên rất là nhanh, bỏ vô chúng ta khoan hãy đảo liền. Thì đảo liền thì cá sẽ dễ bị vỡ và nát. Bây giờ Phương có thể đảo nhẹ cái phần cá chúng ta được rồi đó. Và chúng ta sẽ thăm chừng cái màu vàng của cá. Thì bây giờ xin sẽ hướng dẫn quý vị cái cách làm sao để có một chén sốt thảo mộc thật là ngon. Đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng 2 muỗng canh mật ong ạ. Các bạn lưu ý chúng ta sử dụng mật ong để làm sốt để tạo được cái vị ngọt dịu tự nhiên và độ sánh sệt cho sốt nha. 2 muỗng canh nước mắm truyền thống nha. Thêm 1 muỗng canh nước chanh cho phần sốt của mình nha. Và chúng ta sẽ trộn đều hỗn hợp này lên. Rồi, trong khi đó thì cá cũng đã bắt đầu vàng rồi nè các bạn ơi. Và bây giờ thì xin với Phương sẽ trang trí món ăn này nha. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng cái phần xoài bằm khi nãy. Chúng ta sẽ xếp những cái miếng cá lên trên phần xoài này nha. Nhìn dĩa cá chiên của chúng ta rất là hấp dẫn rồi đúng không Phương nào? Nhưng còn hấp dẫn hơn khi chúng ta sử dụng cái sốt thảo mộc này. Đây, vài sợi ớt để lên trên. Và cũng không thể nào thiếu cái công sức của Phương khi nãy để chiên những cái lá húng lủi. Nhìn món cá chiên chúng ta rất là hoàn hảo rồi, rất là ngon rồi đúng không? Để bữa ăn trở nên ngon miệng hơn thì chúng ta nên kết hợp món cá chiên này với canh gà nấm mỡ. Chấm sốt thơm mùi lá thảo mộc, chua cay ngọt đậm đà.